Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay 27 tuổi và mình đến từ Hà Nam. Hiện tại mình đang công tác tại một đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân. Cũng như bao người phụ nữ khác, mình đã lập gia đình và có một cô con gái rất chi là đáng yêu. Các bạn thân mến, dẫu biết rằng nuôi dạy con cái là một bản năng mà mọi ông bố, bà mẹ đều có được, nhưng làm thế nào để có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và hạnh phúc thì chúng ta đều phải học cách làm cha mẹ tốt. Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Kennedy từng nói: "Nếu bạn không biết cách nuôi dạy con cái thì tất cả những việc khác bạn làm dù có tốt đến mấy cũng không thực sự có ý nghĩa." Ngay từ khi bầu bạn 4, mình đã rất thích đọc những cuốn sách thai sản, đam mê tìm tòi những kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh, chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng để tự tin đón nhận sự có mặt của con. Rồi để mỗi giai đoạn phát triển, những cuốn sách lại là người bạn đồng hành, giúp mình thấu hiểu em bé của mình hơn và cùng con khôn lớn. Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ với các bạn một trong những cuốn sách mình rất tâm đắc. Cuốn sách có tựa đề Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt. Cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt là một cuốn sách giáo khoa về giáo dục gia đình hiếm có của thạc sĩ Doãn Kiến Lợi do Trần Quỳnh Hương dịch. Sách do Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn phát hành. Hợp đồng bản quyền tác phẩm được ký giữa công ty và tác giả Doãn Kiến Lợi. Bản quyền tiếng Việt năm 2011. Khổ sách 16x24cm, loại bìa mềm được nhà xuất bản Văn Học xuất bản lần đầu năm 2009 và đã xác lập một doanh số bán hàng huyền thoại. Đã hơn 10 năm kể từ khi ra mắt và được nhiều người giới thiệu, nhưng mỗi độc giả lại có cảm xúc và cách tiếp cận khác nhau. Trong vai trò người mẹ, những tác giả sử dụng kiến thức và thái độ của một chuyên gia để phân tích và nhìn nhận. Nội dung cuốn sách đều xoay quanh những trao đổi thường ngày của tác giả và con gái, bé Phiên Viên. Nhưng bằng khả năng văn chương, Doãn Kiến Lợi đã viết lại rõ ràng, mạch lạc để độc giả dễ đọc, dễ hiểu và cảm thấy khoan khoái khi tiếp cận nó. Tác giả thông qua việc giáo dục con để trình bày một số phương châm giáo dục đúng đắn, chia sẻ với các bậc phụ huynh một số kinh nghiệm giáo dục có hiệu quả để nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của trẻ từ những điều đơn giản nhất. Những bài viết này vừa chân thực, gần gũi, vừa có tư duy chiều sâu, không đi vào lối mòn, sáo rỗng, nặng về lý thuyết. Các bậc phụ huynh có con ở độ tuổi thiếu nhi đến 17, 18 rất nên tìm đọc và ứng dụng. Cuốn sách gồm 7 chương, mỗi chương một chủ đề từ các góc độ khác nhau, được trình bày trong 594 trang giấy dưới dạng những bài viết nhỏ. Mỗi bài viết đề cập đến một vấn đề trong quá trình nuôi dạy con hầu hết các bậc phụ huynh đều gặp phải và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào. Mở đầu chương 1, tác giả trả lời cho bạn đọc câu hỏi: làm thế nào để nâng cao chất lượng cho tình yêu? Tình yêu của bố mẹ đều bao la như đại dương, nhưng lại có sự khác biệt về mặt chất lượng. Nhân tố quyết định chính là trình độ thấu hiểu con trẻ và trình độ xử lý các chi tiết dù là nhỏ nhất. Ở chương 2 là cách cha mẹ giúp con biến học tập thành chuyện nhẹ nhàng, chỉ cần thay đổi một chút quan điểm, phương hướng và biện pháp. Nội dung chương 3, làm thế nào để tiến hành giáo dục phẩm chất cho con trẻ, không cần phải thuyết giáo, không cần thưởng phạt. Mọi phương pháp giáo dục đều nằm trong cuộc sống đời thường. Doãn Kiến Lợi khẳng định phẩm chất đạo đức quyết định vận mệnh và tuổi thơ quyết định cuộc đời. Chương 4 là những quan điểm và phương pháp tạo thói quen học tập tốt như không kèm mới rèn được thói quen tốt, cách phạt con là không cho con làm bài tập, học tập không nên cực khổ nỗ lực, thi tốt không khen thưởng. Sang chương 5, tác giả chỉ ra vốn trí tuệ cần có ở những người làm bố mẹ, vì sự khác biệt nhỏ trong phương châm giáo dục của bố mẹ có thể khiến vận mệnh của con có hàng trăm nghìn sự khác biệt lớn. Chương 6, bố mẹ cần có quan niệm đúng đắn trong chuyện nhỏ, không định hướng sai cho trẻ, chính là giúp trẻ làm được việc lớn. Chương 7, tác giả đề cập đến một số ngộ nhận trong giáo dục có thể bẻ gãy một năng khiếu nào đó của trẻ, nghiêm trọng hơn có thể hủy hoại cuộc đời của chúng. Hệ thống giáo dục của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với hệ thống giáo dục của Việt Nam. Vì vậy, bạn đọc có thể tham khảo và tự tìm ra cho mình những hướng giải quyết riêng. Giáo dục nằm ở xung quanh chúng ta, mỗi chi tiết nhỏ đều là thời cơ giáo dục tốt nhất, là các hoạt động quan sát, trải nghiệm, suy nghĩ và thể hiện suy nghĩ bằng ngôn ngữ của bản thân.
quan trọng là bạn dùng phương pháp nào để định hướng cho trẻ. Pháp giáo dục của Doãn Kiến Lợi hết sức tự nhiên, không để lại dấu vết. Đó mới chính là giáo dục chân chính, cảnh giới tuyệt diệu của giáo dục. Đã có lúc mình cảm thấy thật may mắn khi được tiếp cận với vốn kiến thức nuôi dạy con hiện đại, những phương pháp và quan điểm giáo dục hết sức tiên tiến để hiểu con hơn, điều chỉnh thái độ và hành vi sao cho phù hợp. Cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt đã giúp mình nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của giáo dục gia đình. Tựa đề cuốn sách không hề có ý định so sánh người mẹ với người thầy, càng không có ý đồ coi nhẹ chức năng giáo dục con người của người thầy. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập. Bố mẹ chính là người thầy, người cô đầu tiên ảnh hưởng sâu sắc nhất đến trẻ. Đọc những chia sẻ của tác giả, mình và ba bạn bốn hiểu ra rằng chỉ cần ba mẹ luôn bình tĩnh, dùng trái tim yêu thương và trí tuệ sáng suốt là cách giáo dục con hợp lý và hiệu quả nhất. Các bậc làm cha, làm mẹ đứng trên góc độ của con trẻ để nhìn nhận vấn đề, đừng bắt ép con trẻ sống theo lối sống mà người lớn áp đặt cho chúng. Trẻ em là một thế giới tồn tại độc lập, hoàn mỹ. Trong cơ thể bé nhỏ của chúng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ vô biên. Trong quá trình trưởng thành, chúng có một tiềm lực biểu đạt tự mình nhào nặn, tự mình thành hình, giống như bên trong một hạt giống, có ẩn chứa rễ, lá, hoa, trong điều kiện thích hợp tự nhiên sẽ phát triển. Do đặc thù công việc và hoàn cảnh gia đình, nên bạn bốn đi bộ đội từ rất sớm, khi đó con mới tròn 1 tuổi. Để bù đắp cho con, hai vợ chồng mình luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên con, như đọc sách cho con nghe vào mỗi tối, cùng con chơi đùa, tâm sự với con trước giờ đi ngủ. Cuối tuần là cả gia đình lại tranh thủ về nhà ông bà nội, ngoại hoặc cho con đi chơi, trải nghiệm cuộc sống, thiên nhiên xung quanh mình. Có lẽ vì thế mà mới gần 2 tuổi nhưng bạn bún đã rất hiểu chuyện, tình cảm, chu đáo và tự lập. Các bạn thân mến, giáo dục con cái là một môn học, một môn nghệ thuật mà mọi chúng ta đều phải học để đồng hành cùng con. Những người thành công trong việc nuôi dạy con phát triển toàn diện, khoa học thường là những người ham đọc sách. Hy vọng rằng cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có hướng đi đúng trong việc nuôi dạy con, hiểu con cần học tập và phát triển như thế nào để mỗi em bé trên thế giới này đều trở thành những em bé hạnh phúc.